Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng yêu thương. Hôm nay Hướng Mai vừa xong được một bộ bàn ghế Minh Quốc Voi cột 12. Bộ Minh Quốc này rất là đẹp và kỹ càng, bằng gỗ của Lào, do những người nghệ nhân làm bằng tay. Rất là đẹp, rất là kỹ càng và vân của nó thì vô cùng là tuyệt vời. Khi mà quý khách đến gần thì quý khách sẽ thấy đây là một bộ bàn ghế mà vô cùng là tuyệt vời. Kích thước của nó là bàn dài 1m67 và rộng 1m27, cao 60. Ghế là dài 62, sâu 70 và cao 43, đi văng là dài 2m17, sâu 70 và cao 43, đôn dài 65, rộng 42 và cao 65, đôn thấp là dài 55, rộng 55 và cao 50. Bộ bàn ghế này thì lấy hình ảnh chủ đạo là con voi trong truyền thống. Theo trong truyền thống, voi là một trong bốn loài linh vật mang sức mạnh hoàn hảo, giúp gia đình có được nhiều tài lộc cũng như là nguồn năng lượng tích cực, sức khỏe dồi dào. Và voi là biểu tượng của sự chắc chắn, sự thận trọng, nên bộ bàn ghế Minh Quốc voi này sẽ có ý nghĩa mang được sức khỏe, sức mạnh, có ý chí của người lãnh đạo. Ngoài ra, voi còn được là một loài vật tượng trưng cho sức mạnh cũng như là sự may mắn, tài lộc. Những con voi được mang phẩm chất của những vị thần, vừa có trí thông minh. Vậy nên con voi luôn là con vật được người phương Đông thờ cúng, cũng như là xem là biểu tượng của sự may mắn, sự tốt lành. Và có rất là nhiều người quan niệm rằng voi là biểu trưng cho sự may mắn về sinh con cái. Theo đó là gia đình nào khi mà có con thì cũng đặt hình voi, tượng voi trong phòng ngủ để tăng cái khả năng sinh con. Và đây là một trong những cái bộ bàn ghế mà rất là may mắn đặt để trong gia đình và được cán bộ công nhân viên làm rất là trau chuốt với chất lượng, thì là gỗ mun của Lào, rất là may mắn, rất là đẹp đẽ và vô cùng là sang trọng. Hướng Mai nghe một bạn chia sẻ nói về nhân quả rất là hay. Thế mà có cái đoạn kiểm soát để cho tâm không phóng dật đó, thấy nó rất là ý nghĩa. Tức là kiểm soát được cái ý nghĩ, lời nói, cảm xúc, hành động, sức khỏe, thời gian, tài chính, chi tiêu, quan hệ công việc, thói quen và bản năng, tính cách và hạnh phúc gia đình để có được một cuộc sống rất là hạnh phúc và quán quán tưởng được cái thân tứ đại vô thường. Thân thì có bốn đại, đều do là nguyên nhân của nhân duyên của đất nước gió lửa hợp thành. Khi mà hết thì tan ra hết, chỉ cần diệt một duyên thì thân này cũng đã hoại diệt rồi. Thế và thân này chỉ là thân tạm bợ, nó chịu tác động bởi nhân quả vô thường nên nó sinh già bệnh chết, nó rất dễ vỡ. Và chỉ cần chúng ta, nó là một phương tiện của chúng ta để sống trong một kiếp, và hơi thở, chỉ cần ngưng hơi thở là kết thúc. Và thân này gồm là tóc, tai, mũi, miệng, chân tay, nội tạng, da, gân, xương, móng, lông, có thể tách ra hơn 40 tỷ tế bào. Nó là môi trường sống và luôn luôn bài tiết từng giây, từng thứ hôi thối bất tịnh. Chúng ta càng ăn nhiều thì càng phải đi toilet và bài tiết. Và tổng vật chất trên trái đất không đổi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Con người càng đào lòng đất, thải ra trái đất thì càng ô nhiễm, và dịch bệnh ngày một ô nhiễm theo nhân quả. Và đây là một trong những cái điều mà Hương Mai thấy là có thể học được để mình suy nghĩ hơn, kỹ hơn về về các cái luật để mình có thể làm những cái công việc nó tốt hơn. Thấy cái cuộc đời nó cũng không mãi mãi trường tồn bền vững, mình sống một cuộc đời lợi lạc hơn, lấy cái thân này để mình vừa làm vừa tu tập, vừa thong dong tự tại thảnh thơi mà vẫn có được cái trải nghiệm đẹp đẽ của cuộc sống. Và mỗi một cái đi đâu đó làm hay học được một cái bài gì đó thì hôm mai đều nghĩ là hôm nay mình đã làm được cái điều gì tốt. Buổi tối trước khi đi ngủ bao giờ cũng nói là hôm nay mình làm được điều gì tốt, và buổi sáng khi mà ngủ dậy thì cũng đều biết ơn
biết ơn ngày hôm nay mình được sinh ra, mình được lớn lên, mình còn mạnh khỏe, mình còn được sống lâu, mình còn được hạnh phúc, chẳng hạn như thế. Hương Mai thì thỉnh thoảng được học các thầy thường nói là không biết là ngày mai đến trước hay là kiếp sau đến trước, nên là để mà mình trân trọng cái cuộc sống này, trân trọng. Khi mà mình có sự trân trọng thì tất cả những người mà mình gặp thì mình đều thấy là họ là quý nhân, bởi vì không có nhân duyên họ sẽ không bao giờ gặp mình. Và mình trân trọng mỗi cái cuộc gặp, mỗi ngày, để mình sống một cuộc đời lợi lạc hơn, an lành hơn, tốt đẹp hơn. Và đấy cũng là ý nghĩa mà đích thực khi mà Hướng Mai có hiểu biết về Phật Pháp, chỉ một chút xíu thôi nhưng mà cũng đã khai ngộ cho cái sự vô minh của Hướng Mai rất là nhiều. Và tháng này là tháng Phật Đản, kính chúc toàn thể quý khách luôn luôn có được trí tuệ, sức khỏe, có được sự từ bi, hỷ xả, yêu thương và tràn đầy năng lượng. Hướng Mai xin được trân trọng và biết ơn quý khách. Quý khách thấy các video của Hướng Mai hữu ích, hãy like, comment và chia sẻ. Cũng có thể quan tâm đến các đồ gỗ thì lên tất cả các tầng, từ tầng 1 đến tầng 9 có rất nhiều sản phẩm để vừa với quý khách. Và hy vọng là quý khách sẽ trở thành khách hàng trung thành của đồ gỗ Minh Nghệ Hướng Mai. Trân quý và biết ơn, xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, xin cảm ơn.